Cái chia sẻ ngay đối với các bạn đó là thứ mệnh trẻ chia. Mỗi người chọn cho mình một sứ mệnh nhất định, nhưng mà tôi đã chọn cho mình sứ mệnh rất đơn giản, sẻ chia. Thực sự tôi muốn chia sẻ tất cả những gì tôi có cho tất cả người xung quanh: tiền bạc, kinh nghiệm, kiến thức, quan hệ, sách vở và everything I have, tất cả những gì tôi có. Những có gì tôi có tôi sẵn sàng chia sẻ cho các bạn. Các bạn biết đây là ai không ạ? Các bạn biết nhân vật này chưa? Rồi. Các bạn biết ai chưa? Ai ạ? Đặng Thái Sơn là ai ạ? Nếu như vua bỏ châu thì ai cũng biết, vì đấy là nhà bán hàng nổi tiếng. Nhưng mà riêng Đặng Thái Sơn, khi mà Đặng Thái Sơn về Hà Nội biểu diễn thì rất nhiều người đi nghe cái buổi đầu tiên sau khi Đặng Thái Sơn trở thành vô địch thế giới về piano. Nhưng mà rất tiếc nhiều người buổi đó đi xem Đặng Thái Sơn đơn giản để xem một người nổi tiếng như thế nào, còn không có đầu óc thưởng thức nhạc, hoàn toàn nghe piano y như là châu nghe nhạc. Nhân vật thứ ba, các bạn biết đây em ạ? Bao nhiêu người biết đến mình đây là ai cho tay? Rất ít. Nhưng mà tôi muốn nói cho các bạn nhất trên màn hình này là Philip Roser. Đây là phó thủ tướng của nước Đức. Nước Đức là nước giàu nhất châu Âu, một nước tuyệt vời nhất châu Âu. Nhưng mà phó thủ tướng Đức lại là người Việt Nam. Đây là một con rơi của Việt Nam. Phó thủ tướng Đức là một người Việt chúng ta và một người của Đức mang về nuôi. Và cuối cùng Philip Roessler trở thành phó thủ tướng của nước Đức. Một nhân vật nữa. Ai đây ạ? Đại tướng Công hay sao? Quá nổi tiếng. Các bạn có nghĩ gì khi xem bốn hình của xong không? Họ cũng là người Việt Nam như chúng ta. Bốn nhân vật rồi cũng là 4/88 triệu dân của chúng ta. Mà vô địch piano thế giới, là vô địch toán học thế giới, là một trong 10 vị tướng giỏi nhất thế giới, và là phó thủ tướng của nước Đức. Thế còn bạn và tôi, bạn nghĩ gì? Chúng ta ngồi đây chúng ta nghĩ gì? Tại sao chúng ta chưa được như vậy? Và trường hợp đấy tôi suy nghĩ nhiều nhất, đó là phó thủ tướng của Đức. Rất nhiều các bạn đấy có đủ bố đủ mẹ. Còn Philip Roessler là bố mẹ người Việt Nam và một người Đức họ nuôi và trở thành phó thủ tướng. Mà các bạn mới đến, các bạn có cả bố cả mẹ, thì cái việc các bạn trở thành phó thủ tướng để thủ tướng chưa có khó không ạ? Rất dễ, đầy như vỗ tay. Tôi trăn trở rất nhiều, mình phải làm gì và làm như thế nào để mỗi một người dân Việt Nam có thể trở thành bốn nhân vật như vừa rồi. Và tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể. Quý vị đều biết là tôi có 12 năm là phó đốc của đoàn FPT. Tôi cũng đang tham đến ngay khoảng độ đi 41 nước rồi, 41 quốc gia. Tôi biết 4 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung. Và tiếng Việt của tôi cũng như tôi. Thế nhưng vấn đề ở chỗ là tôi suy nghĩ tại sao chúng ta vẫn còn chưa tài giỏi. Chúng ta chưa nhất thế giới. Tại sao? Vấn đề nào ở đâu? Tại sao chúng ta vẫn có những câu chuyện như ở Hoàng Bình, những trẻ em vẫn chết như vậy? Tại sao? Vấn đề nào ở đâu? Và sau đó tôi cũng nghiên cứu rất kỹ một cái đất nước họ nghèo hơn chúng ta, họ ít khoáng sản hơn chúng ta, họ khó khăn hơn chúng ta, đó là Nhật Bản. Và tôi phát hiện một ông vua tuyệt vời, đó là vua Minh Trị. Ông vua Minh Trị theo tôi là một trong những người chắc chắn là những người thay đổi vận mệnh Nhật này. Tại sao? Vua Minh Trị một công việc ông đã làm, đó là ông cho dịch tất cả các sách hay nhất thế giới ra tiếng Nhật, và tất cả dân nước Nhật đọc tất cả những cái tác phẩm tuyệt vời như này để thay đổi tư duy của người dân Nhật, thay đổi cách làm người dân Nhật, thay đổi cách sống dân Nhật và thay đổi trái tim của nhiều người Nhật. Và vua Minh Trị đối với tôi là một ông thầy vô cùng tuyệt vời. Và sau mấy chục năm nghiên cứu, tôi quyết định thắp hương và con lạy thầy. Thưa thầy, con xin nhận thầy là học trò. Và từ đó tôi là học trò nhỏ của vua Minh Trị. Và tôi quyết định nghỉ FPT để làm đơn công ty sinh thái. Với tâm huyết của mình sẽ chia tất cả những gì tôi có. Dĩ nhiên trước đó, từ năm 2003,
sau khi Úc về tôi bắt đầu cái giảng kinh doanh rồi. Giảng không đúng, mà đúng ra sứ mệnh của tôi từ năm 2003 đến nay đó là sẻ chia. Tôi không dám nhận diễn giả, tôi không dám nhận là giảng viên, tôi không dám nhận là người đi dạy. Tôi đơn giản chỉ muốn sẻ chia tất cả những gì tôi có cho bất cứ ai, bất cứ ai cần trong 86, 88 triệu dân Việt Nam này. Và chính như vậy, tôi quyết tâm sẻ chia và sẽ tiếp tục sẻ chia chừng nào tôi còn sống ở trên trái đất này. Một cái từ các bạn nhìn thứ hai có một thứ đơn giản là tri thức cho ngày mai. Cái thiếu của chúng ta đây là thiếu tri thức, chúng ta thiếu kiến thức. Do thiếu kiến thức, do thiếu tri thức, do chúng ta không chịu đọc sách, chúng ta không nhận mọi thứ về mình và chúng ta chưa được điều này. Và tôi cũng chia sẻ với quý vị và cũng tuyên bố đến thêm một lần nữa là có một thứ tài sản duy nhất trên thế gian này, quý vị cho đi không phải mất đi mà được thêm. Tôi hỏi có cái gì mà cho đi không mất đi mà được thêm không? Chỉ có một thứ duy nhất cho đi không mất đi lại được thêm, không ai cướp được của quý vị, không ai lừa được quý vị. Quý vị có một cái tòa nhà rất lớn, động đất xảy ra mất ngày, chẳng may quý vị có 100 cân vàng cướp đến mất ngày, quý vị đâu có hàng tỷ đồng để ngân hàng đổi tiền có thể mất ngày. Rất nhiều lý do chúng ta mất, kể cả bất động sản, kể cả nhà cửa, kể cả vàng, kể cả đô la, kể cả bao nhiêu thứ quý vị có. Nhưng mà cái cục nhỏ nhỏ trong đầu này này, không ai cướp đi của quý vị đâu. Và quý vị sẽ tiêu cả đời không hết. Xin thưa các bạn, theo luật bản quyền thế giới ấy, là sau khi tác giả chết đi 50 năm thì vẫn được dùng tiền của quốc từ bản quyền. Tức là nếu quý vị viết một cuốn sách và thành công xuất bản thì sau 50 năm quý vị chết đi rồi, con cháu quý vị vẫn tiếp tục nhận được cái những bút đó. Có ai cướp được của mình không? Thế tại sao chúng ta không đầu tư vào trí thức? Mà trên 80% trí thức đến từ đâu ạ? Từ mắt. Trên 80% trí thức đến từ mắt. Chúng ta phải làm gì để đọc sách? Nhưng mà tôi rất buồn là các bạn trẻ Việt Nam hiện nay, tôi nói là rất lười thì không dám nói, nhưng mà khá lười đọc sách. Và hầu hết tôi đã khám cặp ngay lập tức. Năm ngoái tôi đến 50 trường đại học nói chuyện, hàng trăm hàng ngàn sinh viên nghe tôi nói chuyện. Và tôi đã thử khám cặp, một nửa những bạn đi nghe không hề mang cuốn sách nào cả. Vô cùng buồn, rất buồn. Vì chúng ta không mang sách này mà đọc. Và cái sứ mệnh của tôi, một sứ mệnh đó là phải tuyên truyền cho các bạn. Đúng như lời anh Hải vừa nói xong, một người phong tôi là tiến sĩ văn hóa đọc. Tôi chỉ mong muốn và cầu nguyện các bạn hãy đọc sách đi. Hãy đọc đi để mà đổi đời. Không đọc sẽ không đổi đời. Và không đọc thì chúng ta đi rất nhiều thiệt hại. Và chính như vậy là tôi quyết tâm để nói cho các bạn rằng các bạn phải đọc sách. Và tôi quyết tâm dành cái thời gian của mình cho tất cả những cuốn sách nào hay nhất, tuyệt vời nhất của những tác giả, tâm huyết nhất, ý nghĩa nhất bằng bất cứ thứ tiếng nào để dịch được tiếng Việt. Đấy là sứ mệnh của mình. Quý vị hãy nhìn một lần nữa cơ thể mình đây, giống như một ngôi sao năm cánh. Và tôi nói cho quý vị là cả cơ thể mình này, nếu quý vị dùng tất cả những cái gì từ cổ quý vị xuống chân ấy, quý vị có làm ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc, ở Đức, thì một giờ không bao giờ người ta trả cho quý vị quá 100 đô người ta làm việc. Không bao giờ quá. Nhưng nếu chúng ta dùng cái cục con ở trên đầu này nặng bao nhiêu? Có 2 kg thôi. Một giờ làm việc của quý vị là vô biên. Vừa xong chúng ta nói những trường hợp như là Đặng Thái Sơn, Tô Mô Nguyên Giáp, hay là những trường hợp như Philip Rosler, hay những trường hợp như là Vũ Bảo Châu. Thế còn thế giới ấy, ở đây có rất nhiều bạn trẻ ở đây tuổi 20. Tôi đưa một ví dụ rất nhỏ là một cậu bé tuổi 20 không có một xu nào tí túi, phải đi vay $1,000, vay $1,000 và lập ra một cái doanh nghiệp, lập ra một cái business của anh ta. Và bây giờ anh ta trở có một cái quốc gia, mà quốc gia của anh ta đông dân thứ 3 trên thế giới. Đông dân nhất thế là Trung Quốc, đông dân thứ 2 là Ấn Độ, và đông dân thứ 3 là quốc gia của anh ta. Và thông tin tôi đọc mới đọc vừa rồi ấy, và nay mai cái quốc gia của anh ta mà IPO ấy thì đâu đấy có khoảng 100 tỷ. Và bản thân anh ta sở hữu đâu đấy có gần 40 tỷ. Gần không biết kết không? Mà anh ta tuổi 20. Đến Việt Nam vừa rồi này. Cậu biết là ai chưa? Facebook và Mark Zuckerberg. Tất cả đến từ đâu? Trí thức. Tất cả đến từ đâu? Đến từ não của chúng ta. Thì tôi khuyên tất cả quý vị trong chương trình này, và hãy giúp tôi lan tỏa cái thông tin từ tôi, tiến sĩ văn hóa đọc Nguyễn Mạnh Hùng, là tất cả 8
88 triệu dân Việt Nam phải đọc sách, phải thay đổi tư duy, phải có trí thức. Vì đây là con đường duy nhất, không còn đường nào khác để đưa nước Việt Nam thành nước giàu nhất thế giới. Bởi vì tại sao? Nếu có ba cái con đường để làm kinh tế của chúng ta, một là kinh tế cơ bắp, lao động chân tay, không bao giờ giàu được, vĩnh viễn cứ nghèo, vĩnh viễn cứ lạc hậu. Quý vị, nguồn kinh tế thứ hai đó là khai thác tài nguyên thiên nhiên để bán đi, bán rừng, bán dầu, bán vàng, bán cát, đào hết rồi bán, có mãi không? Nó hết. Nhưng mà cục này khai thác có hết không? Tôi hỏi các bạn báo bán bao nhiêu hecta rừng, bán bao nhiêu tấn quặng mới được số tiền của một cậu bé sắp cơ vớt 100 tỷ. Xin nhắc lại quý vị, nước Việt Nam chúng ta GDP một năm là khoảng hơn 100 tỷ. Hơn 100 tỷ, 88 triệu dân chúng ta là 100 tỷ một năm. Còn một cậu bé 20 tuổi kia, tuổi 20 kia, có 100 tỷ. Không hiểu quý vị có nghĩ gì hay không, nhưng mà tôi rất trăn trở chuyện này. Và tôi rất mong rằng chúng ta hãy dùng một cách để có một cái. Nhìn bên dưới này, trí tuệ kim cương. Kim cương là cái gì? Kim cương là cái thứ rắn nhất thế gian này. Chúng ta phải có nghị lực vượt qua bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta quyết tâm vượt qua bất cứ một cái thứ gì. Kim cương là một thứ trong suốt trên thế gian này. Chúng ta phải có một cái tâm sáng. Chúng ta phải có tâm thanh tịnh. Kim cương là thứ đắt nhất và quý nhất trên thế gian này. Không có cái gì quý hơn kim cương. Rắn, chúng ta biết rồi, đá ruby là rắn thứ nhì thế. Trên thế gian này thì kim cương rắn gấp 4 lần so với đá ruby là thứ rắn thứ hai. Và quý cũng vậy, chúng ta hãy yêu quý bản thân mình. Chúng ta yêu quý đất nước này, chúng ta yêu quý cơ hương này, chúng ta yêu quý trí thức của chúng ta, yêu quý từng cuốn sách một. Như quý kim cương, chỉ có như vậy chúng ta mới thành công. Chỉ có như vậy chúng ta mới trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Chỉ có như vậy chúng ta mới trở thành những con người tuyệt vời. Và tôi cũng nói cho quý vị biết, rất nhiều bạn trẻ hỏi tôi là bí quyết làm giàu. Vì các bạn biết là tôi kiếm 1 triệu đô đầu tiên dưới 30 tuổi. Nhưng mà thế thầy mày bật cho bí quyết để có 1 triệu đô dưới 30 tuổi như thế này. Mà đấy là thời năm 80 nhé. 1 triệu đô bây giờ nó phải bằng vài chục triệu đô bây giờ. Nhưng vấn đề nó không nằm ở đấy. Tôi ở đấy tôi cũng tuyên bố luôn cả Sắc Village và chương trình ấy. Các bạn muốn học làm tỷ phú, các bạn muốn học thành giáo sư, các bạn muốn trở thành tiến sĩ, làm chủ tịch nước, làm thủ tướng, việc đầu tiên các bạn phải học để trở thành người. Học làm người là bắt đầu tiên, không làm người tất cả đấy đổ xuống biển đấy. Ngay tại chương trình vừa rồi tại Hồ Chí Minh nói về xúc đầu tư Super Investor tại nhà tiểu du vừa rồi, tôi có tuyên bố luôn là nếu như quý vị doanh nhân mà đang có rất nhiều tiền mà chúng ta không có tâm, chúng ta không vì cộng đồng, không vì môi trường, thì toàn bộ tiền bạc đó sẽ trả lại cho vũ trụ và sẽ là tay trắng. Và khi chết quý vị xuống ngay đến mục, chứ không chuyện đơn giản. Thành chúng ta làm gì thì làm cũng phải có lương tâm, làm gì thì làm chúng ta cũng phải biết được nhân quả, và làm gì thì làm chúng ta hãy dùng trái tim mình mà làm. Trước hết, nếu chúng ta không biết điều đó, các bạn biết là ai mà hình ảnh cho mình là ai? Là chính tôi và các bạn. Nếu chúng ta không biết điều này, chúng ta sẽ trở thành người như vãi lệch. Chúng ta trở thành một người thiếu một chân. Chúng ta phải biết chăm sóc hai phần, thân và tâm, mà chăm sóc bằng cả trái tim mình, chăm sóc cho mình, chăm sóc người xung quanh, chăm sóc xã hội, chăm sóc cho đất nước của chúng ta với 88 triệu dân. Còn nhiều người còn khó khăn hơn chúng ta, còn nhiều người còn cần sức trợ giúp của chúng ta, nhiều người cần chúng ta mở lòng mình ra, với trái tim của mình cần mở ra nữa. Và tôi rất luôn mong các bạn hiểu chuyện này. Đấy, chính vì vậy hôm nay các bạn cũng biết về tôi là tôi nói luôn là tôi có sứ mệnh là 5 chữ S. Thứ nhất là sứ mệnh là sẻ chia. Và hai niềm tự hào của tôi, Nguyễn Mạnh Hùng, tức là sách. Sách nó là tri thức. Tôi có học 4.000 cuốn sách và tôi đọc được 5 thứ, khoảng 5 thứ tiếng khác nhau. Các bạn đến nhà tôi sẽ thấy rất nhiều sách. Và công ty chúng tôi xuất bản cực nhiều sách. Đấy là niềm tự hào nhất. Niềm tự hào thứ hai cũng rất quan trọng là sự nhiệt tình. Tôi rất nhiệt tình. Và một bằng chứng tôi chứng minh cho các bạn là chiều hôm qua bạn Hải bạn đã gọi cho tôi của thưa thầy tối nay thầy đến nói chuyện với em. Nhưng mà thưa các bạn, tối nay đúng giờ này đang diễn một chương trình mà mấy trăm sinh viên đang đợi tôi ở Bách Khoa, ở Tây đang đợi đây này. Nhưng mà sau khi Hải thuyết phục tôi và các bạn mình đang tự diễn với nhau để đợi tôi về, và sau khi tôi đã chạy ngay và tôi muốn chứng minh cho bạn là tôi thực sự chứng minh cho bạn cái S time là sự nhiệt tình. Tôi sẵn sàng đến đây, còn các bạn ở kia ở Bách Khoa đang ngồi đợi tôi, các bạn biết không ạ?
Ephesus nữa, tôi rất muốn của tất cả thầu đầu của tôi, dù bạn gặp tôi chưa, dù bạn chưa gặp, tôi vẫn cần các bạn Ephesus nữa. Thứ thách nhất, đó là sự sáng tạo. Lắm lúc tôi nghĩ là không hiểu mình nghĩ sai, hay là mình không nhìn thấy. Tôi thấy các bạn trẻ này chưa sáng tạo, chưa thật sự sáng tạo, chưa sáng tạo hết mình, chưa thấy cái sáng tạo đó. Tôi cần các bạn sáng tạo hơn nữa và hơn nữa. Mà điều đấy yêu cầu các bạn làm việc đó. Vì bạn vì quốc gia 88 triệu dân Việt Nam chúng ta. Và chữ S nữa tiếp theo là sức trẻ. Hôm trước tôi cũng ngồi với tiến sĩ Alan Phan sau chương trình và trước chương trình sự đầu tư tại Hồ Chí Minh tại thành phố Thủ Đức cho các doanh nhân về đầu tư. Chúng tôi đều thống nhất một câu là trời đất ơi, tại sao các bạn trẻ Việt Nam già ngu đến vậy? Có những bạn tuổi 20 nhưng rất già. Già không phải là cái tuổi tác mà già là cái tư duy này này. Các nghĩ rất già. Các không có nhiều ý tưởng sáng tạo, các không thể hiện được một cái sự sáng tạo của mình, không thấy lửa ở bên trong. Khi các nói như ngủ gật, khi các vỗ tay cũng như người chết rồi. Vấn đề là đâu? Phải có lửa, phải có tinh thần trẻ, phải có sức trẻ. Thì đến năm chữ S, tôi rất muốn tâm huyết của mình để chia sẻ với tất cả các bạn ở đây. Và các bạn phải thay đổi, các bạn nhất định thay đổi. Nếu các bạn có những thứ đó, chúng ta sẽ có 4 tỷ, tôi không nói 4 tỷ, 400 tỷ cũng có ngày để xây dựng cái cầu cho của mình. Các bạn thấy chứ không ạ? Ở trên màn hình quý vị và ông thứ hai là một nhà sư và tôi là ba người chúng ta ở đây cùng với nhau. Ba chúng tôi đến đây cùng nói với quý vị một thông điệp, ba chúng tôi cùng chia sẻ với quý vị một thông điệp, và ba chúng tôi từ một giới doanh nhân, từ một nhà sư và từ một thầy giáo muốn nói với các bạn là làm gì đi chăng nữa cũng phải dùng tâm của mình, làm gì đi chăng nữa cũng phải hết mình. Và chính như vậy có 7 chữ T của tôi và Thái Phúc thì nghe là gì? Một, đã kinh doanh là phải thực tế, tức là phải kiếm ra tiền. Nếu bạn kinh doanh mà không có tiền là bạn hèn, bạn kinh doanh mà không có tiền là bạn rốt, bạn kinh doanh mà không có tiền là bạn kém, bạn kinh doanh mà không có tiền là bạn thay đổi tương lai của mình. Vấn đề thứ hai là đã làm người là phải người tử tế. Cái này khó, đúng như anh Hải vừa nói vừa xong. Trong chúng ta có người và con thì bao nhiêu phần trăm là người, bao nhiêu phần con? Chúng ta hãy cố gắng để chúng ta có 99% là người, chỉ còn 1% là con thôi. Mà chữ đó sẽ bằng 2 chữ T ở đây, đó là làm người phải tử tế. Còn Thái Búc, chúng tôi nhận sứ mệnh là sẻ chia, sứ mệnh là xuất bản sách. Mà đã làm sách ấy, thì là phải tinh tế. Tinh tế có nghĩa là gì? Nội dung phải hay, ý nghĩa phải lớn, có tính giáo dục con người, giúp người ta thay đổi người. Chứ không phải làm sách, có nghĩa là trục dân, in sách bệnh sách bạn, giết con người ta. Đã chọn người làm sách là phải vì đất nước, vì giáo dục, vì văn hóa, vì dân tộc. Đấy là sứ mệnh của mình. Và hai cái chữ tinh tế nó đây điểm đó. Cuối cùng, chữ T số 7 là chữ to nhất trong tất cả chữ T. Đó là tâm. Các bạn có thể nhìn thấy được một cái trái tim nhỏ xíu, rất nhỏ thôi, rất nhỏ, trái tim rất nhỏ nhưng vô cùng có ý nghĩa. Và thưa các bạn ấy, ở trong não của bạn có một trái tim, và trong trái tim của bạn cũng có một bộ não. Nếu như bộ não chúng ta hiện nay được biết là có đến 10 đến 14 tỷ neuron thần kinh, và cái nếp gấp của nó ấy là viết đằng sau khoảng độ 15 triệu số không đằng sau, và kết nối của não một cách khủng khiếp như vậy, nhưng chưa ăn thua gì cả. Năng lượng của trong tim của bạn hay trong tâm bên này gấp 5 vạn lần so với bộ não của bạn. Tâm mới là quan trọng. Làm gì cũng phải làm tâm. Muốn gì cũng phải dùng tim của mình. Hãy mở tâm của mình ra, hãy làm tất cả những gì có thể vì đất nước này, vì dân tộc này, vì tất cả chúng ta, vì mỗi con người chúng ta. Và đặc biệt qua chương trình của anh Hải tổ chức, tôi kêu gọi tất cả những ai có may mắn đang xem chương trình này, hãy dành ra 1.000 đồng thôi ủng hộ cho quỹ để xây dựng những cái cầu của Quảng Bình. 88 triệu dân mỗi người chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng thôi, chúng ta đã có một số tiền rất lớn và giúp những trẻ em ở Quảng Bình. Với điều kiện chúng ta cần cái gì ạ? Cần cái gì? Cần tâm. Tâm rất quan trọng. Trên màn hình các bạn đã nhìn thấy hình ảnh của năm ngoái. Các bạn kia một hình ảnh tôi vô cùng xúc động, đó là Nhật Bản, một con tàu giữa biển đánh sập và đặt trên nóc nhà 2 tầng. Thảm họa xảy ra. Bên này các bạn nhìn thấy ở Trung Đông và tiếp tục đổ máu trong thời gian tới.
khủng khiếp. Góc bên kia có hai bức ảnh, cố tình tôi đưa lên. Đây là thành phố của nước Mỹ trước khi bão xảy ra, và đây cũng là góc phố đó sau khi bão xảy ra. Thiên nhiên tàn phá khắp nơi, và đây nữa là Steve Jobs. Và có nhiều nhà báo đã được phỏng vấn tôi là: thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Hùng, anh đánh giá thế nào và suy nghĩ của anh thế nào thì Steve Jobs không còn nữa. Thì tôi có nói là đây là một thiệt hại rất lớn cho công nghệ thông tin nói riêng và cho thế giới nói chung, nhất là tôi với một tư cách của người đã từng làm FPT 12 năm. Nhưng mà tôi cũng tuyên bố thật là thời của Steve Jobs đã qua rồi, thời của Bill Gates cũng đã qua rồi, mà bây giờ đến thời của Google, thời của Facebook, thời đại của Jack Billet. Chúng ta kết nối với nhau qua mạng công cộng, chúng ta kết nối với nhau qua Internet, và chúng ta kết nối với nhau phải bằng cái lớn hơn nữa, đó là trái tim. Và chương trình này chúng ta nhất định thành công, bởi vì tại sao? Chúng ta có những trái tim, và những trái tim này chúng ta sống, những trái tim này chúng ta tin thật, những trái tim rất xứng đáng để cùng gắn lại với nhau. Mà nếu chúng ta hòa cùng một nhịp đập ấy, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thành công. Và năm nay tiếp nữa, các bạn nhìn thấy đây là cái gì không ạ? Đây là con rồng mà rất ai nhìn ít nhìn thấy. Con rồng này cũng chính là con rồng phía sau. Năm nay là năm Thìn, chúng ta sẽ bay lên như rồng, chúng ta thành công như rồng, chúng ta nhất định thành công, và dĩ nhiên chúng ta thành công. Một lần nữa, trước khi kết thúc chương trình đây, tôi đề nghị tất cả các bạn đứng dậy, hãy đón các bạn thế giới đến với Việt Nam. Chúng ta hãy nhiệt tình thể hiện tấm lòng của mình cùng với nhau, hãy đến với Việt Nam, đất nước của chúng tôi. Âm thanh ạ, dây âm thanh đâu ạ? Hãy coi đây ạ, âm thanh coi đây ạ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.